người ta sẽ sử dụng ngón 5 này, ngón 3 này, ngón 1 này. Chưa? Nhá. Thế thì cái bài mà cô giáo vừa gửi ấy thì nó còn có thể đạt của nó. Thế nhưng trước nhất các bạn cứ phải làm như thế này đã. Là Do Mi Sol này, được chưa? Phá là Do.